Ngọc Tuyền xin thân chào bà con. Lời nói đầu tiên, Ngọc Tuyền xin chúc cho bà con luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Ngày hôm nay Tuyền xem tin tức ở trên TV đó bà con, thì Tuyền thấy là ở nước Hà Lan mỗi một ngày là cái người mà bị nhiễm bệnh rất là cao luôn. Mỗi lần mình xem cái tin tức mà mình thấy như vậy, tự nhiên cái mình cảm thấy mình buồn lắm. Buồn là thế giới bây giờ tự nhiên có một cái con vi trùng mà nó làm cho bao nhiêu người bị bệnh, rồi bao nhiêu người mất đi. Thì ngày hôm nay là ngày 17 tháng 3, thì Tiền thấy là cái số người mất á, từ hôm bữa đến giờ đó, họ cộng lại á, là đã có 43 người đã mất rồi. Ngày hôm nay là tăng thêm 19 người nữa, là cái số là 43 người đã mất. Và cái số tổng cộng cái người bệnh á, là 1.705 người, là người ta kiểm tra là đã có bệnh. Và ngày hôm nay là thêm là 389 người bị nhiễm bệnh nữa. Mỗi một ngày ở Hà Lan á, cái con số mà tăng lên thấy là khủng khiếp luôn á bà con. Tăng gấp đôi á, không có giảm mà tăng gấp đôi lên. Thì Tiền chỉ biết cầu xin ơn trên thương ban cho tất cả mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe và bình an. Hiện tại thì Tiền đã đến cái nơi mà để mà Tiền mua bún bánh phở nè. Sau lưng của Tiền bún bánh phở rất là nhiều. Nhưng mà khi Tiền vào trong đây á, Tiền thấy không một người nào đeo khẩu trang. Thì thôi kệ, họ không đeo thì mình đeo, mình tự bảo vệ cho mình. Thì đến đây Tiền sẽ mua một thùng bún. Ông xã Tiền hãy lấy cái khăn che lại. Thì cháu Linh rất là thích ăn cái loại bánh canh này. Bánh canh này là của Nhật nè. Họ làm sẵn cái sợi như vậy rồi, mình chỉ mua về mình luộc lên thôi. Thì chắc lấy mới cho con nên. Lấy chưa? Chưa, anh lấy cái thùng đem lại. Thì một gói này họ bán, một gói nhà họ bán là 45 sen. 50 sen là 100, 50 sen là 12.000. 50 sen là 12.500 là một gói. Thì giờ Tiền mua một mớ. Cái này mình chỉ cần mình hầm nước xương gà, xương heo lên là mình ăn thôi. Mà cái này xào ăn cũng ngon đó bà con. Cái này xào ăn cũng rất là ngon. 20 gói cho dành ở nhà. Tại vì cháu Linh cũng rất là thích xào. Em nghĩ chắc 30 gói luôn đi. Tại vì cái hạn cũng lâu lắm. 10 10 14. Mình mua 20 gói là có 9 đồng thôi. 9 đồng với cộng thêm thuế vô nữa thì nghĩ là khoảng 10-11 đồng. Tiền cũng mua bún nè, Tiền mua một cái thùng bún tươi nè. Bún tươi hiệu Ba Cây Tre. Một gói bún là 1 đồng 35. 1 đồng 35, 1 đồng là 25 ngàn. Là Tiền nghĩ là khoảng 29-30 ngàn một gói bún khô á. Thì Tiền mua thùng bún luôn, thùng bún này được nhiêu gói anh? 30 gói. Dạ. Một thùng bún này là 30 gói, 30 gói nhân cho 400 gram. Mỗi một gói là 400 gram. Bún tươi. Bún Cây Tre. Ở trong cái tiệm này Tiền mua là tổng cộng nhiêu tiền anh? 100 mấy đó. Dạ, Tiền mua một thùng bún nè. Mò thêm một bao gạo để dành nữa nè. Rồi Tiền mua trên đây là có 3 chai nước mắm, 3 chai nước mắm mực nè. Rồi bột năng, bột nếp, bột gạo để bây giờ mình ở nhà mình làm bánh. Rồi bánh canh Tiền mua tổng cộng hết là 133 đồng. 133 đồng là Tiền nghĩ là 100 là 2,5 triệu. 33 đồng nữa Tiền nghĩ là khoảng 2,8 triệu đi. 3 triệu á, Tiền nghĩ là khoảng 3 triệu. Thế sao mua nhiêu đây mà tính là tiền Việt Nam là khoảng 3 triệu đồng tiền Việt Nam. Bây giờ ông xã chắc lên xe đi chở. Và Tiền đi một vòng ở trên phố Amsterdam, Tiền quay cho bà con mình xem ngày hôm nay như thế nào. Tạm thời thì cái nơi đây họ còn mở cửa, thành ra là Tiền thấy rất là đông xe, họ đến đây họ mua đồ luôn. Nhà có 2 bao rồi, mua thêm bao nữa. Dạ. Ở nhà hôm rồi ông xã Tiền mua 2 bao rồi, giờ mua thêm bao nữa là 3 bao để dành dự trữ ăn. Thì nơi đây họ mở cửa ngày hôm nay Tiền thấy vẫn rất là đông xe đến đây. Họ mua sắm họ để dành trong nhà nè. Bây giờ Tiền đã đến nơi nè, đi ra ngoài đường ở nơi nào Tiền cũng đeo khẩu trang hết. Nhưng mà bà con mình thấy nè, xung quanh đây hình như không ai đeo khẩu trang hết. Vô cái tiệm ở trước mặt của Tiền nè, là cái tiệm này là tiệm Á Châu, bán đủ đồ Á Châu hết đó bà con. Mắm, nước mắm, nước tương, nó cái gì cũng có, cà phê, cái gì cũng có hết. Thì Tiền đã vào trong cái chung cái chỗ này là bán đồ Á Châu. Bà con mình thấy những cái gian hàng này là trống hết. Bên đây là rau, bà con mình thấy nè. Thường ở đây là rau, cải, bầu bí, mà bây giờ cũng sạch sẽ luôn. Đây.
anh còn được trái đu đủ còn được trái đu đủ xanh nằm ở đây. Bà con mình biết một trái đu đủ này mà 7 đồng 16 euro là 200 mấy chục ngàn trái đu đủ này. Trái đu đủ này 1,4 kg nè. Đó, những nhà hàng này trống hết, chỉ có đồ của Tây á, thì còn thôi. Khoai mì nè, khoai lang. Ở đây thì tủ này thì thấy cũng trống luôn. Rất là nhiều kệ trống. Thế thì sao bà con mình thấy người ta xếp hàng nè, quá trời quá đất đông luôn. Thường khi đây họ đâu có xếp hàng đông dữ vậy. Mà còn rất là đông bà con ở trong này luôn. Ba cây cải làm dưa. Về làm dưa để dành mình kho thịt để mình ăn. Ừ. Kho tàu. Nè. Họ bán nhập đậu rồng qua họ bán nè, là 1 đồng 60 cent một cái này. Ở có bông sú đũa đây nè, đó bà con mình thấy bông sú đũa nè. Mà bông sú đũa thì tiền đấy không thấy giá. Có lá chuối tươi nè. Đó lá chuối tươi. Nhưng mà lá chuối tươi này tiền đấy họ không để giá. Nhưng mà không để giá thường cái gì mà họ không để giá là mắc lắm. Ăn cũng ngon anh. Lấy một cái củ. Có lần thì cũng thấy một chị bạn nói là cái củ này nè ăn giống cái củ khoai từ ở Việt Nam mình á, là củ dêm nè. Thì bây giờ ông xã thì mua thử một củ về nữa nấu canh sườn ăn coi ra làm sao. Giống không? Chứ từ nào giờ tiền cũng chưa bao giờ ăn cái củ này nữa. Nấm này họ bán nhiều lắm, mày rất là nhiều kệ đã trống hàng hết hàng rồi. Đây bánh trái. Rất là nhiều kệ trống hàng luôn. Chợ này là chợ Á Châu nha bà con. Hôm trước là tiền đi chợ của người Tây. Còn đây là chợ Á Châu của mình. Đậu phộng nè. Thì nghĩ là mua đậu phộng này về mình để dành mình nấu xôi. Thì mua một gói đậu phộng này về để dành nấu xôi đậu phộng ăn. Một cái gói này là 2 đồng 500 gram, 2 đồng là 50 ngàn á. Đây gian hàng này là gian hàng mì gói. Thường cái gian hàng này là nhiều lắm luôn á, mà bây giờ trống hết rồi. Anh mua vài cái mì lon này cho con. Mì lon này nó này là gì? Mì tôm. Bây giờ tiền mua ít mì lon này để dành ăn. Trống hết. Thì anh lấy cái má ma xanh này nè. 4 lon đi hả? Mỗi một lon như là 1 đồng 09. 1 đồng 09 là 1 đồng cũng là 25 ngàn. Thì nghĩ là khoảng 27 ngàn đi. 27 ngàn một lon mì. Lâu đây, đây là cái khu vực mà mì. Tại vì mì á mình để trong nhà ban đêm á tối tối mình đói bụng á mình trụng nước sôi lên á, mình nấu nước sôi mình đổ cho mình ăn được. Mì tô, mì kim chi. Mì tô này có 79 cent nè, mua vài tô đi. Và mì tô này mỗi một tô có 79 cent nè, là cho 80 cent đi, 80 cent là khoảng 20 ngàn. Cái tiền cũng mua vài tô đi. Kể cứ mua mì để dành ở nhà. Cái tô kia là gì anh? Mì bò. Mà thôi tìm nghĩ mì hải sản đi. Thường mấy cái mì gói ăn hải sản nó ngon hơn. 79 cent em nghĩ chắc mua 10 cái. Tại vì cái mì gói á, mình ăn rất là tiện. Thành ra là mì gói bán cũng rất là chạy. Tiền cũng mua một mớ nè, tiền để ra trong nhà. Tại vì cái hạn cũng còn lâu lắm. Có những cái cũng đến tháng 8 năm 2020. Có những cái cũng đến năm 2021 mới hết hạn lại. Nước uống thì còn rất là nhiều, nhưng mà những cái gì như là gạo nè, mì gói nè là tiền thấy là hết sạch rồi đó. Đó, cái khu này là cái khu này là khu gạo nè bà con. Đây là ngôi chợ Á Châu nằm ở Amsterdam. Wow. Ở đây là tiền thấy là cái gạo mà mình muốn mua đó là hết luôn rồi đó. Wow, trống luôn anh. Mì, bánh phở cũng trống luôn. Không chỉ riêng người Á Châu của mình đi mua đâu nha bà con, mà tiền thấy người Tây họ cũng mua nhiều lắm.
Đây là khu vực bún bánh phở miếng. Tới đi xem bên nãy thì mua bún ở dưới kia. Ở đây bún hết luôn à. Chống luôn cái kệ này, chống hết. Rất là nhiều kệ hàng đã hết. Em nghĩ đường mình vô siêu thị mua không? Dành tiền nấu nước xả, nước trà xả trên gừng á, uống. Tại vì đường phèn thì thấy nấu rất là ngon. Một hộp đường phèn này có 1,50 đồng à. Em nghĩ chắc lấy 5 hộp đi. 5 hộp, 6 hộp. 5 hộp. Để không có chỗ để. Thì sẽ lấy 5 hộp đường phèn này để dành mình trong nhà nấu chè hay là nấu trà uống. 1,50 đồng euro là tiền nghĩ là 40 mấy ngàn, 40 mấy ngàn tiền Việt Nam mình. Những cái này làm trà. Và đây là cái gian hàng cà phê G7. Cho tiền cũng lấy một hộp để dành uống á. Tiền cũng mua nè, tiền muốn khoe cho bà con mình xem nè. Tiền mua cái miếng này để dành ăn lẩu nè. Rồi cái này là miếng để dành mình xào nè. Rồi bánh chán để mình cuốn ăn nè. Rồi cái miếng này là để mình trộn vô nhân mình làm bánh nè. Rồi mì gói lon, mì gói tô. Cũng như cái củ này, củ dêm hôm trước mà có chị nói là cái này ăn giống khoai từ ở Việt Nam mình á. Tiền cũng mua về ăn thử. Rồi tiền cũng mua được một cái hộp đậu rồng này. Một cái hộp đậu rồng này về ăn sống. Rồi cải mua dưa. Rồi 5 cái hộp đường phèn. Thì như đây đủ rồi. Bây giờ tiền tạm chia tay nơi đây. Tiền với ông xã sẽ đi vào Amsterdam quay tiếp phim cho bà con mình xem nhé. Tiền sẽ ra tính tiền. Ở quầy tính tiền cũng đông lắm luôn á. Dạ đi đường này luôn anh. Rất là thích cái bột dừa này. Bột dừa hiệu Cara này nè, rất là ngon. Tiền hay trộn vào nhân bánh á. Nhân bánh là tiền xài cái này. Hoặc là mình nấu xôi vò đó, mình nấu xôi vò mình xài cái hiệu này cũng rất là tốt luôn. Ống bún riêu nè, chắc lấy 2 lon lên. Thì em mua cái gạch cua kia nữa kìa, nhưng mà không biết cái này gì ta. Để biết ở đây một cái loại nữa nè, muốn biết cái loại này loại gì. Mâm tôm ở nhà mình có rồi không? Đông còn. Khu vực này cũng trống luôn rồi. Ở đây là khu vực đồ hộp nè, cá hộp, rồi gạch tôm để mình nấu bún riêu. Rồi đây là những gia vị mà mình nấu bò kho, bún riêu, canh chua, đầy đủ hết. Thì tiền thấy cũng tươi ngon lắm. Còn mình mua tươi ở ngoài luôn á thì bắn mắt nhưng mà cũng vậy à. Cái bó này là 4,50 đồng. 4,50 đồng mà 1,8 kg á. Hình như 4,50 đồng 1 kg chứ à. 4,50 đồng là 1 kg. 4 đồng là 100 ngàn. 110 mấy ngàn. 100 mấy chục ngàn. 5 đồng là 120 ngàn. Dạ, tôi nghĩ cái này là 100 ngàn. Để pha trà uống. Dạ, để nấu trà hay là mình cần xài gì đó mình xài. Cái này là gì? Còn cái này có riềng nữa nè, riềng đông đá nữa nè. Cái này mà mình nấu giả cày á, mình xài riềng này ngon lắm. Nhưng mà cái túi này to quá. Mai mốt mua mà kìm tươi rồi. Hiện tại thì đứng ở trong cái trung tâm này thì thấy được 4 người đeo khẩu trang. 4 người đeo khẩu trang. Ông xã thì lấy khăn che lên. Nhưng mà có tổng cộng là 4 người. 4 người đeo khẩu trang. Thì đông đá này á, nè, để tiếng Việt Nam luôn nè bà con. Khoai mì cũ nè. Mỗi một túi khoai mì này là có 500 gram. 500 gram thì họ để là 1,79 đồng là 1,8 đồng á. 1,8 đồng là tiền nghĩ là 30 mấy ngàn. 1 đồng là 25 ngàn. Tiền nghĩ 30 mấy ngàn. 30 mấy ngàn tiền Việt Nam mình. Ngày hôm nay là ngày đầu tuần mà bà con đi mua đồ quá trời luôn. Đông lắm. Đi chợ Á Châu hôm nay á, tiền mua những cái đồ này thì để dành. Mà bây giờ á, đói mình không sợ nhiều. Bây giờ mình sợ bệnh không?
chứ đồ ăn bây giờ có cái này rồi mình không sợ đói nhiều nữa mà mình sợ bệnh thôi. Như nhỏ ở chỗ mà tiền ở á thì không có đủ đồ. Tổng cộng hết chiếc xe này là đúng 100 đồng bà con. 100 đồng là 2,5 triệu. 2,5 triệu hết chiếc xe này. Đông bà con. Thường thì thứ là hai đâu có. Thường thứ hai đâu có đông vậy đâu, nhưng mà bữa nay sao mà đông dữ không biết. Bây giờ mình đem đồ ra xe rồi tiếp tục đi tiếp nữa. Các bà con thấy không? Đông ơi là đông. Bây giờ tiền rời khỏi nơi đây, tiền đi tiếp vào trong phố Amsterdam. Từ đây mà vào phố Amsterdam thì chỉ có khoảng 10 km à. Bãi đậu xe thì cũng đông hơn mọi khi, mọi ngày. Bây giờ là đói là mình tạm thời mình không sợ rồi đó, bây giờ mình chỉ sợ bệnh thôi. Trong cái chợ cá của người Tây nè, hồi nãy là tiền qua tiệm Á Châu. Mà cái tiệm Á Châu với tiệm của người Tây nè thì nằm ngang nhau. Thì tiền vào trong đây thì thấy cá này là cá hồi nè bà con. Một con cá hồi này thì nghĩ là từ 4-5 kg không hết đâu. Họ đang bán là 9 đồng một ký. 9 đồng một ký. Sợ quá trời cái con cá. Từ ở đây, từ cái thùng này dài xuống tới đây. Dễ sợ, quá trời dài luôn. Cái con cá này dài gần cả mét luôn á bà con, chứ không ít không. Nhưng mà dạo sau này thì nghe nói là cá này họ nuôi nhiều hơn là thiên nhiên. Thành ra là ăn cũng không có tốt giống như ngày xưa nữa.